Này đây con lấy gì dâng Chúa mà đền đáp những ơn lành cao cả trong đời, con sẽ nhận trên cứu độ, và con sẽ khẩn cầu dành Chúa, con sẽ nhận trên cứu độ và con khẩn cầu dành Chúa từ nhân. Vì đây chương Chúa thật cao quý, thật cao quý những ai mà đã chết cho Ngài. Con là đầy tớ của Ngài. Ngài đã bé xinh xiềng cứu độ cho con. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời.